Xin chào các bạn, sản phẩm sẽ cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc tủ lạnh Panasonic với mã sản phẩm là NRBV328GMV2 290L với nhiều tính năng đang tình hành ở trên thị trường hiện nay như là có ngăn cấp đông mềm, cửa tủ lạnh mặt gương hay là có phần ngăn lạnh nằm ở phía trên. Và Ngọc Mai tin chắc rằng đây sẽ là một lựa chọn hợp lý trong tầm giá để cho các bạn có thể tham khảo. Về thiết kế, tủ có kiểu dáng thon gọn, mặt trước khá sang trọng, sáng bóng với chất liệu mặt gương phản chiếu. Mặt gương này dễ lau chùi và giúp cho không gian nhà bạn thêm hài hòa, tạo cảm giác rộng rãi. Dĩ nhiên là bạn có thể dùng nó để soi gương rất là tiện lợi. Ngoài ra, các tay cầm đều được làm âm cửa, tạo cho mặt trước cảm giác liên lạc và tinh tế hơn. Và như các bạn có thể thấy về thiết kế của chiếc tủ lạnh này, nó có phần ngăn lạnh nằm ở phía trên ngăn đông. Và đây cũng chính là một xu hướng của các loại tủ lạnh mới trên thị trường hiện nay. Nhà sản xuất biết là nhu cầu của người dùng thường mở ngăn lạnh nhiều hơn, nên việc chuyển đổi vị trí ngăn như vậy sẽ tạo thêm sự thuận lợi, sử dụng lâu ngày ít ảnh hưởng đến cuộc sống vì không phải cúi người xuống nhiều. Các bà nội trợ đang có em bé hay là người cao tuổi dùng cũng không bất tiện. Bên trong phần ngăn lạnh này thì có một chi tiết đáng chú ý, đó chính là nó có phần ngăn cấp đông mềm Dry Fresh cộng, giúp trữ đông thịt cá ở âm 3 độ C. Ngăn này sẽ phủ một lớp băng lên bề mặt thực phẩm chứ không đóng băng hoàn toàn như khi mình để ở ngăn đông. Vì vậy, khi mà cần dùng có thể lấy thực phẩm ra và chế biến ngay, không cần phải rã đông. Thông thường thì các bà nội trợ sẽ có thói quen dậy sớm để có thể nấu bữa ăn sáng cho cả gia đình mình đúng không ạ? Và với ngăn cấp đông mềm này thì sẽ giúp tiết kiệm khá là nhiều thời gian và giúp cho các bà nội trợ của chúng ta có thể ngủ thêm được một chút nữa. Ngọc Mai sẽ xem tiếp ở phần bên trong ngăn lạnh thì các bạn có thể thấy vẫn là những thành phần quen thuộc như là các khay kính chịu lực phân tầng ngăn lạnh. Và ngoài ra thì có một cái hộp đựng rau quả lớn ở phía trên ngăn cấp đông mềm. Mình thấy là hộp chứa này khá lớn, kéo đẩy nhẹ và đóng kín cho khả năng giữ ẩm tốt, vừa giúp dễ phân loại thực phẩm vừa hạn chế thực phẩm lẫn mùi vào nhau. Bên cửa tủ ngăn lạnh còn có 3 khay cửa, đặc biệt là một khay có nắp đậy nhìn cũng rất hay. Còn ở phía bên hông này là bảng điều khiển của tủ lạnh, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy thích cho các ngăn như là ngăn lạnh, ngăn đông hay là ngăn cấp đông mềm. Bấm nút Select để chọn ngăn, khi nào có đèn sáng ở ngăn mình muốn thì tiếp tục bấm Temp Control để chọn tiếp mức nhiệt độ từ thấp, giữa đến cao, tùy theo nhu cầu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia tay ngăn mát và xuống phía dưới để khám phá bên trong của ngăn đông nhé. Wow, các bạn có thể thấy là phần thiết kế của ngăn đông chia làm 3 tầng và có 2 mặt kính chịu lực, cùng với đó là một cái hộc để đựng thực phẩm tươi sống khá là lớn, cũng không thua kém gì so với hộc đựng rau củ quả ở bên trên của ngăn lạnh. Đó, và một điều đáng lưu ý nữa đó chính là nó có một cái hộp làm đá viên di động rời như thế này đây. Các bạn có thể dời lên dời xuống hoặc là mang hẳn ra ngoài như thế này để có thể tăng thêm diện tích cho chúng ta đựng thêm thực phẩm. Về công nghệ, tương tự nhiều dòng tủ lạnh khác của Panasonic, mẫu này cũng được trang bị công nghệ làm lạnh Panorama, đặc trưng của hãng, giúp hơi lạnh tỏa đều và làm lạnh hiệu quả hơn ở cả hai ngăn. Đồng thời, bên cạnh hiệu quả làm lạnh, việc trang bị thêm công nghệ inverter giúp máy hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng, Panasonic còn thêm vào sản phẩm này bộ cảm biến Econavi. Bộ cảm biến này có khả năng cảm nhận được nhiệt độ trong và ngoài tủ, từ đó sẽ điều chỉnh công suất hoạt động phù hợp và tiết kiệm điện mà không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm ở bên trong. Sau cùng là công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag cộng giúp loại bỏ vi khuẩn, giữ không khí bên trong tủ luôn được trong lành. Chiếc tủ lạnh Panasonic Inverter 290L này có thể phù hợp với gia đình có từ 3 hoặc là 4 người và có thể đáp ứng được nhiều tiêu chí từ mẫu mã cho đến hiệu suất hoạt động hoặc là tiết kiệm năng lượng. Cộng với đó là những tính năng đang là xu hướng ở trên thị trường hiện nay, tất cả chỉ gói gọn ở trong một sản phẩm với mức giá vô cùng hợp lý so với các sản phẩm ở cùng phân khúc. Và như vậy thì Ngọc Mai tin chắc rằng đây là một sản phẩm đáng để chúng ta cân nhắc đúng không nào? Bây giờ thì hãy cùng nhìn lại những đặc điểm nổi bật của chiếc tủ lạnh Panasonic NRBV328GMV2. Thiết kế đẹp, tinh tế. Cửa tủ mặt gương sang trọng, dễ lau chùi. Ngăn lạnh ở trên ngăn đông, dùng không cần cúi xuống nhiều. Cấp đông mềm thực phẩm, lấy ra chế biến ngay, không cần rã đông. Công nghệ inverter và cảm biến Econavi tiết kiệm điện. Khử mùi công nghệ phân tử bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và sản phẩm chiếc tủ lạnh Panasonic này hiện đang có mặt tại hệ thống điện máy xanh. Các bạn hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1061 hoặc là truy cập vào website điệnmayxanh.com để có thể đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí nha. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại.